những hiện tượng vũ trụ có tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Mọi ngành khoa học đều được dẫn dắt bởi những câu hỏi lớn. Đối với vật lý học, khi Einstein lần đầu tiên đoán rằng ánh sáng dịch chuyển với tốc độ giống nhau ở bất cứ đâu trong vũ trụ, nhà vật lý vĩ đại nhất thế kỷ 20 đã đóng nhãn tốc độ của nó là 299.792,458 km/giây. Nhưng đó không phải là tất cả. Trên thực tế, đây mới chỉ là bước khởi đầu của câu chuyện dài về tốc độ ánh sáng. Hiện tại, một trong những câu hỏi lớn nhất là liệu chúng ta có thể vượt qua tốc độ ánh sáng hay là không? Bởi nếu có thể thì đây là hy vọng duy nhất để vươn đến những nơi xa xôi trên bầu trời. Ý tưởng điên rồ. Trước thế kỷ 20, khối lượng và năng lượng được coi là độc lập với nhau. Nhưng vào năm 1905, lý thuyết tương đối hẹp của Einstein đã thay đổi mãi mãi cách nhìn nhận mà các nhà vật lý nhìn vũ trụ bằng việc ràng buộc khối lượng và năng lượng vào một phương trình tuy đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, E lớn bằng MC bình phương. Về bản chất thì chương trình này tiên đoán không có bất cứ thứ gì có khối lượng có thể đạt vận tốc bằng ánh sáng, chứ đừng nói là nhanh hơn. Nỗ lực thành công nhất của loài người trong việc tiệm cận tốc độ ánh sáng nằm trong các máy gia tốc hạt siêu mạnh như máy gia tốc hạt lớn LHC của CERN hay là Tevatron của Mỹ. Các cỗ máy khổng lồ này, LHC thậm chí còn có chu vi vắt ngang qua dãy Ampere, nằm trên cả lãnh thổ Pháp và Thụy Sĩ, có khả năng tăng tốc độ các hạt nguyên tử lên đến 99,99% tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, theo giải thích của nhà vật lý đạt giải Nobel David Cross, những hạt này sẽ không bao giờ chạm đến ngưỡng tốc độ vũ trụ. Bởi để làm như thế cần vô hạn năng lượng, tức là E lớn, và trong quá trình đó khối lượng M của vật thể cũng sẽ đi tới vô cùng nhỏ, vốn là điều bất khả. Đó là lý do tại sao photon, phân tử của ánh sáng lại đạt được tốc độ này, vì chúng về bản chất không có khối lượng. Einstein là một biểu tượng điên rồ trong thời đại của ông, tuy nhiên điên rồ lại luôn là đặc tính chung của các nhà vật lý. Thế nên kể từ Einstein, họ đã luôn cố gắng tìm ra những thứ có khả năng đạt tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, mà vẫn tuân theo các nguyên tắc vũ trụ của thuyết tương đối hẹp. Rất nhiều ý tưởng sáng tạo trong số đó đã cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về đặc tính của ánh sáng cũng như địa hạt lượng tử. Vụ nổ Big Bang và giãn nở vũ trụ. Thế kỷ 20, nhân loại đã đi những bước đi quan trọng nhất so với toàn bộ lịch sử trước đó trong việc khám phá và giải thích về vũ trụ. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu có một luồng ánh sáng siêu mạnh nào có thể đi xuyên qua vũ trụ? Câu trả lời là không, đơn giãn là vì vũ trụ của chúng ta không ngừng giãn nở với tốc độ cao hơn nhiều so với ánh sáng. Tốc độ này nằm khoảng 68 km trên 1 giây trên 1 megaparsec. Điều này có nghĩa là bất cứ thiên hà nào đang cách chúng ta 10 megaparsec, khoảng 30 triệu năm ánh sáng, sẽ dần dần rời xa khỏi chúng ta với tốc độ 680 km/giây. Có hắt trời thì ánh sáng từ trái đất cũng không bao giờ có thể đến được thiên hà đó. Mặc dù theo thuyết tương đối hẹp, không vật thể có khối lượng nào có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có thể có những vật thể không có khối lượng như chính photon ánh sáng. Bạn ít nhất không cần phải dựa dẫm vào các nhà bác học điên với những thuyết kỳ dị để tìm ra những hạt vô lượng như thế. Khoảng không vũ trụ của chúng ta, do không chứa bất kỳ một thứ vật chất nào, chính là một vật thể không có khối lượng. Có thể nói thuyết tương đối áp dụng với tất cả những vật thể bên trong vũ trụ, nhưng không phải là chính bản thân vũ trụ. Đây chính là những gì mà các nhà vật lý Alan Guth và Andre Linder giả thiết vào những năm 1980 về điều đã xảy ra ngay tức khắc sau vụ nổ lớn Big Bang. Vụ nổ này là nguyên nhân sinh ra không gian, thời gian và toàn bộ vật chất năng lượng trong vũ trụ. Trong 1/1 triệu tỷ tỷ của giây đầu tiên sau vụ nổ, vũ trụ đã liên tục tăng gấp đôi kích cỡ và kết quả là rìa ngoài của nó mở rộng nhanh chóng, nhanh hơn tốc độ ánh sáng rất nhiều. Rối lượng tử. Nghe qua thì rối lượng tử có vẻ khó hiểu, bí hiểm và hơi rối. Nhưng hiểu theo nghĩa sơ khai nhất thì đây chỉ là cách mà các hạt hạ phân tử giao tiếp với nhau. Hiểu đơn giản, hai hạt này có một liên hệ thần giao cách cảm, dù cho khoảng cách có xa bao nhiêu và giữa chúng không có sự kết nối vật lý nào. Và điều thú vị mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra đó là quá trình giao tiếp này thậm chí còn nhanh hơn cả ánh sáng. Theo thuyết lượng tử, nếu có hai electron đặt gần nhau, chúng có thể dao động cùng một trạng thái nếu tách chúng ra xa nhau. Hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng, chúng vẫn tiếp tục giữ được mối liên kết này. Nếu một electron dao động thì electron còn lại sẽ cảm ứng được dao động này ngay lập tức, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, bản thân Einstein cũng khó chấp nhận nó và xem là không thể xảy ra và gọi nó là hành động ma quái từ xa.
Vào năm 1935, Einstein và hai đồng nghiệp của mình là Boris Podolsky và Nathan Rosen đã cố gắng bác bỏ thuyết lượng tử. Họ cùng viết một báo cáo nổi tiếng với tựa đề Miêu tả của cơ học lượng tử vào thế giới thực tại vật lý là chưa hoàn chỉnh. Einstein không phủ nhận đó là hiện tượng vướng víu lượng tử, nhưng ông đưa ra ý kiến rằng có những giá trị biến thiên ẩn nào đó đã gây ra hiện tượng này. Từ những năm 1970, một loạt các nhà khoa học khác đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm chính xác để chứng minh sự tồn tại của hiện tượng kỳ lạ này. Năm 1982, một nhóm các nhà vật lý và toán học đã có thể chứng minh tác động ma quái bằng toán học. Và đến năm 2015, một thực nghiệm đầu tiên đã có thể khẳng định chắc chắn nhất sự tồn tại này. Thí nghiệm này được công bố trên tạp chí Nature. Thí nghiệm mang tên là Loophole Free Belt Test, được dẫn dắt bởi John Hansen, một nhà vật lý đến từ Viện Khoa học Nano Kavli thuộc Đại học Hà Lan, cùng sự tham gia của rất nhiều cộng sự đến từ Tây Ban Nha và Anh. Kết quả họ đã khiến hai electron tương tác với nhau ở khoảng cách 1,3 km, nghĩa là có sự tồn tại sự vướng víu lượng tử giữa chúng. Mặc dù chưa thể xác định chính xác ở khoảng cách xa hơn, nhưng đây thực sự là bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của hiện tượng này. Không những thế, mới đây, nhóm các nhà khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, dẫn đầu là nhà vật lý Xi Lin Wang, đã thành công trong việc tạo nên 10 cặp photon trong tình trạng vướng víu lượng tử, tạo nên một kỷ lục mới cũng như chứng minh một lần nữa sự tồn tại kỳ lạ này. Tachyon. Khả năng về một loại hạt dịch chuyển nhanh hơn ánh sáng lần đầu được đề xuất vào năm 1962 bởi nhà vật lý ECG Sudarshan và các đồng sự của mình. Mặc dù lúc đầu họ sử dụng thuật ngữ siêu hạt, đến năm 1967, trong bài luận văn của Gerard Fenberg đã lần đầu sử dụng thuật ngữ tachyon, vốn bắt nguồn từ tachy có nghĩa là nhanh trong tiếng Hy Lạp, đồng thời đề xuất các hạt tachyon có thể trở thành một lượng tử trong vật lý với một khối lượng tưởng tượng. Nếu một hạt như thế tồn tại, loài người có thể xây nên những tachyonic anti-telephone, một thiết bị tưởng tượng có khả năng truyền sóng nhanh hơn ánh sáng và thậm chí truyền ngược về quá khứ. Đây có thể chính là nền tảng của du hành thời gian. Einstein một lần nữa bác bỏ điều này trong thí nghiệm nổi tiếng của mình năm 1907 khi chứng minh các tín hiệu nhanh hơn ánh sáng có thể dẫn đến việc vi phạm luật nhân quả. Lỗ Yun. Mặc dù Einstein đã chà đạp không thương tiếc lên giấc mộng du hành vũ trụ của chúng ta với thuyết tương đối hẹp, nhưng may mắn là ông lại còn nghĩ ra thêm thuyết tương đối rộng. Hẹp thì kết nối khối lượng với năng lượng lại, trong khi rộng lại đan thời gian và không gian vào với nhau. Cách duy nhất để đạp đổ giới hạn tốc độ ánh sáng là thông qua thuyết tương đối rộng và sự bẻ cong không thời gian. Sự bẻ cong này thường được chúng ta gọi là lỗ Yun hay là cầu Einstein-Rosen, với giả định rằng nó sẽ giúp du hành một khoảng cách xa trong nháy mắt. Vào năm 1988, nhà vật lý lý thuyết Kip Thorne đã sử dụng các phương trình của thuyết tương đối rộng để tiên đoán về khả năng mở khóa lỗ Yun thông qua cái gọi là vật chất tối. Việc nghiên cứu vật chất tối thậm chí đã xuất hiện trong nhiều phòng thí nghiệm trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sau gần 30 năm kể từ ngày Thorne lần đầu đưa khái niệm này ra công chúng, kết quả nghiên cứu vẫn hầu như dậm chân tại chỗ. Niềm hy vọng về tính ổn định của vật chất tối giờ đây hầu như chỉ có thể hy vọng vào một học thuyết rất hiện đại của thế kỷ 20, lý thuyết dây hay là string theory, lý thuyết đi đầu trong hy vọng nối kết giữa trọng trường và thuyết lượng tử. Bức xạ Cherenkov. Một vật thể chuyển động nhanh hơn âm thanh sẽ tạo ra những vụ nổ siêu âm. Theo lý thuyết đó thì nếu có thứ gì đó chuyển động nhanh hơn ánh sáng, một quả bom ánh sáng sẽ được tạo ra. Những vụ nổ bom ánh sáng này được gọi là bức xạ Cherenkov, là ánh sáng màu xanh dương trong các lò phản ứng hạt nhân vẫn xảy ra hàng ngày và có thể quan sát bằng mắt thường. Bức xạ này được đặt theo tên nhà khoa học Liên Xô Pavel Alexeyevich Cherenkov, người đầu tiên đo đạt nó vào năm 1934. Năm 1958, ông đoạt giải Nobel vật lý với phát hiện này. Khi lõi của lò phản ứng được nhúng ngập trong nước để làm mát, sẽ phát ra bức xạ Cherenkov. Tốc độ ánh sáng trong nước chỉ bằng 75% tốc độ ánh sáng ở vùng chân không bên ngoài. Do vậy, trong môi trường nước, các electron tạo ra từ phản ứng trong lò sẽ di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Nhưng ở trường hợp môi trường nước, tốc độ của các electron chỉ nhanh hơn tốc độ ánh sáng trong nước, chứ không thực sự đạt đến vận tốc 299.792.458 m/s. Về mặt lý thuyết thì bức xạ Cherenkov không thể sinh ra trong môi trường chân không hay thậm chí trong khí quyển trái đất, vì vận tốc ánh sáng trong không khí chỉ nhỏ hơn vận tốc tuyệt đối rất không đáng kể. Mặc dù vậy thì có giả thuyết cho rằng bức xạ này có thể vẫn sinh ra trong chân không ở những cấu trúc làm chậm sóng, tức là vận tốc của ánh sáng bị làm chậm lại dù nó không bị hấp thụ và tái phát xạ bởi môi trường. Nhưng điều này chưa từng được quan sát và xác nhận.
Ngày nay, bằng cách quan sát các quang tử Cherenkov hay Cherenkov photon được tạo, các nhà thiên văn có thể truy ngược lại hướng phát của tia gamma gốc, từ đó làm cơ sở nghiên cứu cho các quá trình vật lý thiên văn như các vụ nổ tia gamma, gamma ray burst, sao xung, pulsar, thậm chí là hố đen khi nó nuốt các sao xung quanh.